Cùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư ở trên bản tin tuần, ở trên kênh chứng khoán Chiến Binh, trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán vào mỗi buổi thứ sáu hàng tuần khi kết thúc một tuần giao dịch, thì Hùng Lê sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua. Đồng thời chúng ta sẽ phân tích một số các cái nhóm ngành, một số cái nhóm ngành chủ lực của thị trường. Thì chúng ta có hai diễn đàn để trao đổi cùng với anh chị. Thứ nhất đó là kênh chứng khoán chiến binh đến từng con sóng thì rất là quen thuộc với anh chị em rồi và chúng ta sẽ tiếp tục có kênh hùng lê chứng khoán thì vào mỗi buổi kết thúc phiên giao dịch thì cũng sẽ view lại bộ ba tham đầu chung ở thị trường để chúng ta nhận diện thêm chúng ta theo dõi thêm cái đường đi nước bước của chỉ số vn index chỉ số vn 30 và chỉ số phá sinh thì bởi vì là thị trường của chúng ta luôn luôn vận động và sẽ có rất nhiều ở những cái chi tiết những cái tình tiết mà chúng ta cần phải làm rõ ở trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì như thường lệ thôi. Bản tin phân tích tuần thì chúng ta sẽ có phần thứ nhất là view lại bộ ba tham số chung thị trường, chỉ số VN30, chỉ số phái sinh và chỉ số VN Index. Đồng thời sẽ có một vài uh, cái dự báo xu hướng uh, về mặt uh, kỹ thuật ở trong tuần giao dịch tiếp theo, tuần 25 đến khoảng ngày uh, tuần 25 đến 29 tháng 12. Uh, phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng thì như thường lệ thì cũng sẽ phân tích bổ trụ uh, nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, nhóm thép nhóm ngành đầu tư công, nhóm ngành bất động sản dân cư, nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành chứng khoán và phần kết thì chúng ta có thể tổng hợp lại một số các cái nội dung đã truyền tải trong bản tin chúng ta lưu ý tất cả các phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân cùng lê vì vậy nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng các cái nội dung phân tích này và chúng ta cần tham khảo thêm nhiều các cái nguồn thông tin tích cực ở trên thị trường để chúng ta có được uh, những cái gọi là có những cái đường đi, nước bước có những cái cái gọi là có những cái bước đi uh, mà tốt nhất và tối ưu nhất ở trên uh, trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Thì uh, chúng ta vừa kết thúc một cái tuần giao dịch tương đối khó khăn. Uh, các anh chị tương đối khó khăn. Uh, cái khó khăn thứ nhất đó là khối ngoại tiếp tục uh, đà bán ròng và chúng ta để ý thấy là từ 29 tháng 11 cho đến thời điểm hiện tại thì trung bình một phiên khối ngoại sẽ bán ròng khoảng từ 400 đến tầm 500 tỷ một phiên và phiên ngày hôm nay phiên kết tuần thì như vậy là cũng sấp xỉ gần 500 tỷ và tính đến lũy kế cho đến phiên ngày hôm nay tổng có tổng hợp đến phiên ngày 22 tháng 12 thì tổng cái khối lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đang sấp xỉ khoảng tầm 25,1 ngàn tỷ và theo những cái thông tin bên lề thôi cái này thì nó không chính xác bởi vì chúng ta sẽ không biết được là họ sẽ bán bao nhiêu và một số các thông tin liên lề thì có dự báo là trong năm 2023 khối ngoại sẽ rút ròng khoảng tầm từ 30 đến khoảng tầm 35.000 tỷ. Ở ờ, như vậy chúng ta so sánh cái con số hiện tại là 25.000 tỷ rồi thì như vậy là đâu đó sẽ còn khoảng tầm 5 đến 15.000 tỷ nữa. Đúng không anh chị? 15.000 tỷ nữa. Ờ, khối ngoại sẽ tiếp tục rút ròng và đó sẽ là một cái khối lượng cũng tương đối lớn và nó sẽ tạo nên những cái áp lực ngắn hạn về mặt tâm lý cho nhà đầu tư bởi vì rõ ràng một điều là khi khối ngoại tiếp tục bán ròng thì uh, các cái dòng tiền lớn ở trong nước và gọi là nhà đầu tư nội đi thì họ cũng sẽ không sẵn sàng để họ xuống tiền và sẽ chờ đợi cho đến lúc nào mà uh, khối ngoại cơ cấu xong cung cầu ổn định và mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định thì như vậy là uh, lúc đó thì chúng ta mới có thể uh, kỳ vọng một cái xu hướng phục hồi tốt của thị trường Uh, yếu tố tích cực thì chúng ta thấy rằng chỉ số Dow Jones vẫn tiếp tục đà tăng và trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì như vậy là uh, tiếp tục uh, đã trong tuần, chúng ta là trong tuần đi, đã vượt vùng 37.500 điểm và uh, nó có test lại vùng 37.000 điểm và tối phiên tối ngày hôm qua thì tiếp tục phục hồi và chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái kết quả giao dịch của phiên tối ngày hôm nay. Uh, xét về yếu tố nội lực của thị trường chứng khoán Việt Nam thì rõ ràng một điều là trong cái quãng thời gian vừa qua đó là một quãng thời gian mà chúng ta trũng thông tin các anh chị trũng thông tin vùng trũng thông tin tức là chúng ta không có bất kể một cái chính sách tài khóa nào tích cực tích cực các anh chị để hỗ trợ thị trường ngoài câu chuyện là hệ thống krx à, mà cái hệ thống krx là cái hệ thống cái gì gì đấy mà theo quan điểm cá nhân của ông lên nó không có một cái ý nghĩa gì nó tác động tích cực lên thị trường chứng khoán việt nam hết á nó chỉ là cái công cụ thôi các anh chị xin lỗi cả nhà là 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 là, là fpt nó làm trong vòng 3 tháng là coi như hệ thống của sàn hốt là chạy khoảng kịch kim khoảng tầm bây giờ từ 30 mươi đến năm mươi nghìn tỷ chạy thoải mái đó, cần gì về hệ thống KRX đâu Đó, nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng dòng tiền ở trên sàn hốt bây giờ nó chỉ còn khoảng tầm cọc cạch đâu đó khoảng tầm 450 triệu cổ phiếu được khớp lệnh ở trên sàn hốt và giá trị tương đương cả thỏa thuận đâu đó khoảng tầm 12.000 tỷ trên phiên đó vậy thì cái hệ thống KRX gọi là gọi là thiết kế một cái đường rất là rộng rất là to nhưng mà trên đó không có phương tiện chạy vườn không nhà trống rồi có mấy con bò đi lác đác ở trên cái đường rộng đấy thì chúng ta làm cái việc gì nên là theo quan điểm của hùng thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất thiếu cái phần chất các anh chị nâng hạng thị trường không phải là KRX mà cái chất của nó cái thanh khoản của thị trường á thanh khoản của thị trường của chúng ta cái quy mô vốn của thị trường chứng khoán Việt Nam nó đáp ứng ở một cái tiêu chí nào đó để các quỹ ngoại người ta quay về đây để người ta đầu tư thì bây giờ rõ ràng một điều là trong năm 2023 là quỹ ngoại rút tiền thôi đó chứ không phải là bơm rào vào thì đấy là một cái điều đáng tiếc đó chính là những cái chính sách vĩ mô dành cho thị trường chứng khoán của Việt Nam đang cực kỳ yếu kém và chúng ta không có bất kể một cái cái động thái nào một cái một cái chính sách nào để hỗ trợ cho thị trường ở trong thời gian vừa qua nó dẫn đến một cái câu chuyện là dòng vốn ngoại đang đang đi ra khỏi thị trường rất là 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 là, là, là kinh khủng mỗi phiên nó cứ bán ròng khoảng tầm năm tỷ thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc và ở các cái chính sách tài khóa ví dụ như đầu tư công cũng mắc đúng anh chị đến tại thời điểm này là đâu đó khoảng tầm độ hai trăm bốn tỷ không không tiêu được rồi gói hỗ trợ nhà ở xã hội 120.000 tỷ bắt đầu được bàn thảo ở đâu đó không nhớ khoảng tầm tháng 1 của năm 2023 đến bây giờ tháng 12 năm 2023 rồi vẫn nằm tắc tịt rồi tất cả cái hành chính hành chính từ, từ 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 các cái bộ máy là gần như là làm việc rất là ý ạch luôn và tất cả những những cái chính sách đâu đó nó chỉ nằm trên giấy tờ thôi chứ nó không không hiện thực ra được cái 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 cái, cái thực thực tiễn của cuộc sống đó thì đó là một điều hoặc là ví dụ như câu chuyện về hạ lãi suất à, vẫn 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 tiếp tục hạ lãi suất nhưng câu chuyện là các doanh nghiệp những người tiếp cận đến vốn xin thưa với các anh chị cực kỳ khó khăn. À, họ gạch ra một loạt các cái tiêu chí đầu dòng và các anh chị có đáp ứng được không? Rõ ràng là không đáp ứng được. Đó. Đó giảm lãi suất nhưng mà trên thực tế cái chiều vay ra vẫn đâu đó khoảng tầm độ 10 10 loanh quanh 9, 10, 12% thì như vậy đâu có giảm đâu anh chị mặc dù lãi suất huy động giảm đó thì đấy là những cái câu chuyện mà thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái thời gian vừa qua và khả năng cao thì 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 kết thúc cái tài khoá của năm 2023 thì không có gì khởi sắc anh chị đến thời điểm hiện, hiện tại đã là 22 tháng 12 rồi và chúng ta có một tuần cuối cùng của năm 2023 nữa thì thì nó nó khả năng là với cái động thái này của hướng ngoại thì thị trường nó vẫn sập xìu dập dập dìu như vậy thôi và trong tuần vừa qua thì chúng ta chỉ có một cái điểm nhấn kỹ thuật duy nhất đó là khoảng tầm 9 giờ 30 phút ngày 19 ngày 19 tháng 12. Đó, thì Hùng Lê bắt đầu nhận diện thấy có một cái nối tiếp cái câu chuyện đó là dòng tiền chờ mua đang khá là tích cực và đang tăng tốt lên. kết hợp với các cái góc view view tuần trung hạn thì các anh chị cũng đã được nhận được một cái video bùng đã phân tích chỉ số VN Index ở góc góc nhìn chung và dài hạn thì theo quan điểm cá nhân của ông Lê, nếu như mà các anh chị không bị áp lực về margin thì chúng ta hạn chế bán cổ phiếu ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chính là phiên ngày 19 tháng 12 thì đấy là điểm nhấn duy nhất và các anh chị uh, tí nữa thì cũng sẽ phân tích ở trên bộ ba tham chiếu chung của thị trường cũng như ở trên các cái nhóm ngành thì các anh chị sẽ để ý thấy rằng là ở uh, phiên sáng của phiên sáng 19 thì uh, tạo lập họ ép một số cây nến giờ và đến cây nến kết thúc phiên thì như vậy là thị trường bắt đầu phục hồi và kể từ phiên giao dịch ngày 19 tháng 12 thì bộ ba tham số chung của thị trường bắt đầu phục hồi và đó là cái thời điểm mà chỉ số VN Index có điểm test đáy ở vùng 1082.5 điểm và khả năng trong ngắn hạn thì cũng đang kỳ vọng đó là cái điểm test đáy cuối cùng ở trong nhịp sóng tăng này thì một vài các cái ý muốn chia sẻ như vậy để các anh chị em cũng nắm được cái cái nội tại cái tình hình đó, tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam đó vì sao mà nó không đi được mãi nó cứ ì à ì ạch à, mãi nó cứ cứ cứ, cứ, cứ lạch cà lạch cạch trong khi đó thì chỉ số Dow Jones tăng rất là tốt thì đấy là một cái thực tế chỉ số VN Index ở trong tuần vừa qua Đây các anh chị, Hùng đang view các anh chị Đây là chỉ số VN Index trên chạc kỹ thuật giờ Thì chúng đã có phân tích định hướng rồi đúng không ạ Chỉ số này sẽ có cái xu hướng quay trở lại Ở biên 1097-1095 để test tích lũy Và trong phiên ngày 18 thì chỉ số này bị thủng qua cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và đến phiên ngày 19 ở đây, thì như đã có phân tích đây 9 giờ ba phút phiên ngày 19 chín cũng đã khuyến nghị nhà đầu tư chúng ta hạn chế các anh chị nhá, bởi vì đây là cái thời điểm mà rất có thể là tạo lập họ sẽ có những cái thiên hướng kỹ thuật để giúp cho thị trường quay trở lại xu hướng phục hồi. Đó và uh, chỉ số VN Index uh, test thành công, test thành công ở vùng 1085. Ở uh, cơ về cơ bản là test thành công ở vùng 1085 và kết thúc phiên uh, giao dịch ngày 19 thì như vậy chỉ số VN Index rút lại ở trên vùng 1095 và uh, và và một cái cây nến giờ tăng rất là tốt và kể từ đây thì nó bắt đầu có cái hành trình lấp gáp thì những cái điểm mà lấp gáp này và qua các phiên giao dịch thì cũng đều có bản tin phân tích tổng hợp cho các anh chị và gần như các anh chị nắm được rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến phiên kết tuần. Đây chính là vào phiên giao dịch ngày 12 22 đây. Thì như vậy là cái cái mô típ tạo lập thì nó cũng khá là tương đồng với các phiên ở trước đó đó là gì? À, nó xuất hiện một cây nến giờ tăng ở đầu phiên và sau đó thì nó có uh, tăng luôn và sau đó nó ba cây nến giờ đầu tiên là sẽ đi lắp gác, chỉnh cung đó các anh chị, đây cũng như vậy này, các anh chị để ý này và đây cũng như vậy. Đó. Và hai cây nến kết thúc phiên thì thường thường là ở trong phiên chiều thì cơ bản thường là hai cây nến đẩy lên. Đó các anh chị chúng ta để ý trong phiên giao dịch ngày 20 cũng có hai cây nến giờ đẩy lên, phiên 21 cũng có hai cây nến giờ kết thúc đẩy lên và phiên ngày 22 thì cũng có gọi là đẩy lên một cái mức khá là nhẹ. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Như vậy trong ngắn hạn thì chúng ta kỳ vọng vào cái điểm đầu tiên đó là điểm 1000 không à, 1000 à, 1082.5 điểm ở đây, đó chính là điểm tạo mút nến ở trong phiên giao dịch ngày 19 tháng 12 và hiện tại thì đang cố gắng bứt cái vùng cản kỹ thuật trên đó là vùng 1105. Đây là cái vùng tâm lý của chỉ số VN Index ở trong ngắn hạn. Tuần tới khả năng cái biên mà hùng tiếp tục đánh giá hỗ trợ kỹ thuật tuần đó là biên 1095, 1097, 1100. Ở chúng ta kỳ vọng chỉ số VN Index test tích lũy thành công ở biên hỗ trợ kỹ thuật này và sau đó thì ở chúng ta xuất hiện một cây đến giờ chỉ số VN Index bật lên ở trên vùng 1105 và như vậy thì chúng ta sẽ hướng đến cái target kỹ thuật đầu tiên ở trong cái nhịp sóng tăng này đó là vùng 1113 đến vùng 115 của chỉ số VN Index. Bây giờ chúng ta nhìn sang chỉ số VN30 thì đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày 18 thì ngay khi vào phiên đúng không? Chỉ số VN30 của chúng ta ngay lập tức là uh, test lại ở vùng 1095. Và khi cái điểm 1095 nó bị phá vỡ đúng không anh chị thì uh, cái xu hướng tiếp theo nó sẽ về ở vùng 10 801085 và vùng 1075 thì cũng đã có phân tích đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN30 ở vùng 1075, các anh chị đã theo dõi các bản tin rồi. Và kể từ đây thì cái điểm điểm sâu nhất ở đây là khoảng quanh vùng 1077 thì chỉ số VN30 rút chân lên và sau đó thì có bốn phiên giao dịch là chỉ số VN30 bám biên ở vùng 1095. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái động lực đi của thị trường gần như không có. Các anh chị để ý đúng không ạ? À, nó tăng rồi nó lại chỉnh và nó tăng rồi nó lại chỉnh, nó tăng rồi nó lại chỉnh. Như vậy thì khả năng tuần tới cái cái xu hướng xu hướng lai rai của chỉ số VN30 khả năng tiếp diễn. Và chúng ta sẽ lấy ở biên 1090, 1092, 1095. Kỳ vọng chỉ số VN30 tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta có cái điểm bứt thoát đầu tiên sẽ là vùng 1100 và sau đó sẽ hướng đến vùng ở 1110 đến vùng 1115. Đó là À, đó là cái đích đến tiếp theo ở trong tuần giao dịch tiếp theo của chỉ số VN30. mươi. À, bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số phái sinh ở trên trạc kỹ thuật M5 thì trong tuần vừa qua chúng ta à, chính thức là đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng. Thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày 19 các anh chị nhá, trong phiên giao dịch ngày 19 thì à, chỉ số VN30 1 m đã test thành công ở vùng 1075 đến vùng 1080. Liên tục có những cây nến giờ test về mút nến ở vùng 10 à, ở trong phiên giao dịch ngày 19 và sau đó thì kết thúc phiên ở chỉ số phá sinh của chúng ta bắt đầu phục hồi và kể từ đây thì như vậy là chỉ số này bắt đầu công ở cái vùng cản tâm lý đầu tiên ở vùng 1100 và phiên ngày hôm qua thứ năm đáo hạn hợp đồng phá sinh phiên này quay trở lại test cung và tiếp tục công với vùng cản tâm lý ở vùng 1100 ở tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì mốc này nó công chưa thành vậy thì chúng ta sẽ zoom to lên để chúng ta nhìn rõ ý đồ ở chỗ này một tí như vậy là gì về 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 cái xu hướng ngắn hạn ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai đi ở à, tuần tới thì như vậy là phái sinh nó lại tiếp tục à, xu hướng quay trở lại test cung ở quanh vùng 1092 1094 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1088 đến vùng 1090 ở à, đây sẽ là những cái những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn của chỉ số phái sinh có thể quay trở về test cung tích lũy à, test thành công thì cái nhiệm vụ đầu tiên ở nhiệm vụ đầu tiên đó là vùng 1100 đã và khi mà uh, phái sinh bứt thoát được thành vùng 1100 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục xây lên uh, cái target mục tiêu ở vùng 1100 đến vùng 1115 đó là một vài ở những cái góc view về xu hướng của thị trường ở trong ngắn hạn bộ ba tham số chung uh, chỉ số VN30, chỉ số VN Index và chỉ số VN30F1M hay còn gọi là chỉ số phái sinh À, bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang một cái bức tranh à, tổng quan về chỉ số vn index thì hùng cũng đã có phân tích à, khá là chi tiết trong các bản tin hàng ngày thì sau phiên giao dịch ngày 19 chúng ta có một cây nến búa rút chân lên và liền sau đó thì phiên ngày 20 và ngày 21 có hai điểm à, test tích lũy ở biên 1094 1094 đến vùng 1100 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có một cây nến xíu xíu ở đây như là một cái cây, cây nến doji đúng không anh chị một cây nến doji với bóng trên với bóng dưới tương đối cân bằng nhau và ít nhất thì nó vẫn đóng cửa được ở trên vùng 1100 thì đây là một cái tín hiệu là chúng ta có thể xem là một cái tín hiệu test tích lũy tạm yên tâm À, tạm yên tâm cho tuần mới và cái nhiệm vụ của tuần mới là gì thứ nhất là thanh khoản đấy các anh chị thanh khoản bây giờ nó chỉ rơi vào tầm 450 triệu cổ phiếu trên một phiên thôi đó thì chúng ta cần phải có cái lực cầu tốt lên và lực cầu tốt lên đó là gì nó phải rơi vào khoảng từ tầm 750 triệu đến khoảng tầm 1 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh trên một phiên đồng thời chỉ số vn index của chúng ta cần phải uh, vượt lại vùng tâm lý 1100 1115 và 1120 đó là một cái điều rất cần thiết trong uh, những cái phiên giao dịch đầu tuần phiên giao dịch bản lề phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba và khi mà chúng ta có những cái tín hiệu đó rồi thì như vậy là chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, chúng ta kỳ vọng để chúng ta xây lại cái target kỹ thuật đó là gì uh, vùng 1125 đến vùng 1130 đó là target thứ nhất, target thứ hai của chỉ số VN-Index nó sẽ rơi vào vùng 1155 đến vùng 1160 và target thứ ba của chỉ số VN-Index nó sẽ rơi vào vùng 1125 đến vùng 1130. Đó là các đường đi về cơ bản đó là các đường đi của chỉ số VN-Index và lần lượt các anh chị lần lượt chúng ta sẽ đi phân tích. và chúng ta sẽ bám sát uh, uh, theo cái cái sườn như vậy. Uh, chúng ta sẽ bám sát theo cái sườn như vậy để chúng ta nắm được. Rồi. Mà phần thứ hai à, chúng ta sẽ bắt đầu đi view ở một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng à, thì như thường lệ thôi à, chúng ta sẽ lần lượt các cái danh mục các anh chị nhé để chúng ta nắm được <laughs> đầu tiên thì chúng ta sẽ view đến cổ phiếu MWG trong phân tích dự kiến thường có dự kiến về vùng 40.3 và phiên giao dịch ngày thứ hai thì ngay cây đến giờ đầu tiên MWG mất vùng 40.3 và 9 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 khuyến cáo uh, chúng ta sẽ hạn chế bán cổ phiếu ra ở thời điểm này và như vậy mà bắt đầu uh, tích lũy ở phiên ngày 19 uh, những cây đến giờ cây đến giờ đầu tiên và bắt đầu đến cây đến giờ thứ hai và thứ ba bắt đầu vượt thoát và cây đến giờ kết thúc phiên thì mà đã bắt đầu uh, có một cái lực bứt rất là mạnh và uh, vượt lại ở đây là vùng target mục tiêu ở vùng 42 có vượt lên ở trên vùng 42.5 42.7 và hiện tại thì nó cũng đang có ba phiên test tích lũy ở biên ở đây là biên 41.7 đến biên 42 rất là tích cực. Với quan điểm kỹ thuật à, tuần tới nó sẽ tiếp tục tích ở biên này và mục tiêu thì chúng ta sẽ nâng uh, cái target lên vùng 44. Vinamilk ở trong ngắn hạn thì dòng tiền <laughs> vào cái mã cổ phiếu trụ này cũng đang uh, tương đối là tích cực các anh chị. À, vùng chỉnh cung thứ nhất đó là chúng ta sẽ dự kiến về vùng 67.5 và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì các anh chị cũng thấy ở đây vùng 67.5 bị mất và đến uh, phiên giao dịch ngày thứ ba ở ờ, phiên ngày 19 thì chỉ uh, cổ phiếu Vinamilk tích lũy tạo nền tạo đáy ở đây và bắt đầu có sự phục hồi. Như vậy thì uh, như ông đã có phân tích cái điểm nhấn kỹ thuật ở trong trong tuần vừa qua đó chính là 9 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12. Đó thì đó là điểm nhấn kỹ thuật của uh, chỉ số VN Index ở trong tuần vừa qua và kể từ đây thì các anh chị khi mùng view thì các anh chị nhận thấy là tất cả các mã cổ phiếu gần như đã có cái sự phục hồi ở từ đây đó thì như vậy Vinamilk trong tuần dự kiến lên vùng 68.5 suy uh, sát đạt được và sau đó thì nó đang quay trở lại tích lũy như vậy tuần tới sẽ ở khoảng vùng 63.67.3 uh, đến khoảng vùng 67.5 tích lũy thành công và chúng ta sẽ tiếp tục nâng các cái target mục tiêu lên vùng 69.5 đến khoảng quanh vùng 70 Mang thì chúng ta sẽ nói một câu chuyện dài hơi và trong tuần đây thì hùng cũng đã có dự báo chỉnh về vùng 63, điểm sâu hơn thì sẽ khoảng quanh vùng 62 và hiện tại thì chúng ta thấy rằng vùng 61, 61.5 đến khoảng vùng 62 đang là biên hỗ trợ kỹ thuật uh, tích cực của cổ phiếu này. Ở phiên ngày 19 tích lũy tạo nền thành công và bắt đầu có một cái lực uh, vượt thoát và về cơ bản là nó cũng đạt lên được cái target ở vùng 64. Đó và hiện tại thì nó lại tiếp tục quay về uh, chỉnh cung tích lũy ở vùng 63. Tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá vùng 63 hoặc cái điểm sâu hơn thì chúng ta phải 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 lùi lại đấy một tí này bởi vì là trong tuần thì nó có một cái mút này, ở mút này nó rơi vào khoảng tầm vùng 62.5 đó. Thì vùng 62.5 đến khoảng vùng 63 sẽ là biên tích lũy chỉnh cung của mở với đúng Man San. Tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng 64 và điểm xa hơn thì có thể kỳ vọng lên vùng 65. Và Vinhome uh, cũng rất nhiều các anh chị em đang cầm nắm và theo dõi uh, các cái động thái của cổ phiếu này Thì ở đây chúng ta có phân tích ở trên bản tin tuần Vùng 39.4 đến khoảng vùng 39.6 dự kiến sẽ là biên tích lũy chỉnh cung Và nó cũng test tích lũy thành công ở trong phiên giao dịch ngày 19 Sau đó thì nó có cái lực vượt thoát uh, mục tiêu thì chúng ta dự báo khoảng quanh vùng 40.6 Nhưng mà lên khoảng quanh vùng 40.4 ở đây thì nó đang có một cái điểm tích lũy trở lại ở đây Và cây nến kết thúc phiên thì như vậy là cũng là một cái nến uh, tạm xem là một cây nến tích cực À, tuần tới à, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc ở biên 39.4 đến khoảng vùng 40.2. Đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu Vinhome. À, tích lũy thành công vùng này thì như vậy là mục tiêu à, chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng 41 đến khoảng vùng 41.5. À, cổ phiếu VIX cũng bị à có một cái lực uh, bán uh, khá là mạnh trong thời gian vừa qua, thì bản chất ở tuần cũ thì chúng ta có phân tích cái target 44.5 thì như vậy là vick đạt được và sau đó thì nó test lại ở vùng 43. Uh, uh, trong bản tin tuần thì cũng có dự báo là tuần này thì nó lại tiếp tục công lên vùng 44.5. Tuy nhiên ở phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó bắt đầu quay trở lại tả cung và nó test lại vùng 43. Vùng 43 bị uh, mất thất bại đây, thì như vậy là nó sẽ tiếp tục uh, quay trở về. À, dự kiến à, khi đó thì cũng có dự kiến ở vùng 42.2 nhưng trên thực tế thì nó chỉ test ở khoảng quanh vùng 42.3-42.4 ở đây à, trong phiên giao dịch ngày 19 và sau đó thì nó bắt đầu phục hồi như vậy ngắn hạn ở đây chúng ta có biên hỗ trợ cái thuật tuần của cổ phiếu vix ở trong tuần tới ở vùng 42.7 đến vùng 42.8 khả năng test tích lũy thành công của vùng này thì đầu tiên là điểm đầu tiên là vix sẽ phải vượt thoát lại vùng 43.5 và sau khi mà thoát được vùng 43.5 rồi thì như vậy là không có gì thay đổi cả thì chúng ta lại tiếp tục gì? Chúng ta lại tiếp tục ở vùng 41.5 thôi. Đó, câu chuyện nó là như vậy. nhóm ngành mà hùng sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì đối với nhóm ngành này chúng ta cũng sẽ đón những cái tiềm năng của năm 2024 khi mà chúng ta ký kết các cái hiệp định thương mại chiến lược toàn diện đúng không và hợp tác kinh tế sâu rộng với các cái nền kinh tế lớn ví dụ như trung quốc ví dụ như mỹ ví dụ như nhật ví dụ như hàn thì đấy sẽ là một số các cái tiền đề tiềm năng cho nhóm ngành này ABC ở đây ở uh, kết thúc bản tin tuần thì đã có dự báo là xu hướng nó sẽ quay trở về test cung kỹ thuật ở vùng 30.3, 30.5 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 30. Ở uh, phiên giao dịch ngày 19 thì nó test về vùng 30.1 và sau đó thì nó bắt đầu có cái lực vượt thoát và đạt được uh, max cái target kỳ vọng ở khoảng uh, vùng 31.3 đến khoảng vùng 31.5. Và khi về đến cái cái điểm đây là điểm cản kỹ thuật cho nên là cổ phiếu nó sẽ có xu hướng quay trở lại test cung và các điểm uh, test ở trong phiên giao dịch ngày 21 đến ngày 22 thì cơ bản là tích cực ở vùng 30.9. Mục tiêu test tích lũy thành công vùng này, chúng ta tiếp tục tuần tới. Nhiệm vụ đầu tiên là đánh vượt thoát vùng 31.5 và khi vùng 31.5 được break thành công thì như vậy lúc đó chúng ta có thể kỳ vọng lên target kỹ thuật cao hơn ở vùng 32.5 đến khoảng vùng 33. ITA là mã cổ phiếu Pen ở trong nhóm này thì ông đã có những cái góc nhìn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cổ phiếu này rồi thì uh, trong tuần vừa qua thì như vậy là gì chúng ta cũng đã có một cái target kỹ thuật ở vùng uh, 7.4 và tại đây thì cổ phiếu không thể vượt thoát qua đấy các anh chị nhá nó đã công ở đây là phiên cái cây đến giờ đầu tiên và nó chạm 7.4 và sau đó nó test tích lũy này và đây là những cái điểm mà gì nó test tích lũy không gọi là nó không thể vượt thoát được cái cản này thì nó sẽ phải lùi lại và điểm lùi ở trong phiên giao dịch ngày 21 đến ngày 22 tức là vùng 6.2 đến vùng 6.4 6.5 theo quan điểm kỹ thuật của cá nhân đồng lê nó là tích cực thì um, ở đây phiên đầu gọi là cây nến giờ đầu tiên thì nó có điểm tăng và những cây nến giờ tiếp theo thì nó đang có xu hướng quay trở lại test tích lũy Như vậy tuần tới thì khả năng ở vùng 6.2 6.4 sẽ tiếp tục là biên hỗ trợ kỹ thuật của ITA. Tích thành công thì như vậy là chúng ta lại lần lượt gì? chúng ta lại lần lượt nâng target lên kỹ thuật 7 và nhiệm vụ tiếp theo thì vẫn là vùng 7.5. Đó. Đây các anh chị này, cái cản 7.5 này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục SSC là một cổ phiếu cơ bản tốt trong tuần dự kiến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 41.4 đến vùng 41.8 thì các anh chị để ý là phiên 18 và phiên 19 thì cổ phiếu đã về đến vùng 41.5 đó vùng ông đã dự báo là 41.1 đến à, 41.4 đến 41.8 ở đây thì nó sẽ là vùng biên tích lũy à, và bắt đầu nó có sự vượt thoát và đối với SSC thì trong tuần nó đã vượt cái kỳ vọng đó là gì à, vượt uh, target 43 sau đó nó test cung này và phiên ngày hôm nay, phiên ngày 22 thì sau một cây nến đẩy lên thì nó đang có bốn cây nến giờ ở uh, test cung tích lũy ở đây. Thế thì theo quan điểm kỹ thuật là vì đây là một cây nến nó tạo gáp tăng, như vậy tuần tới uh, nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 43 đến khoảng vùng 43.5 uh, tích lũy thành công ở điểm này, uh, mục tiêu tiếp theo sẽ vươn lên lại ở target 45. Thì uh, trong các tuần giao dịch tiếp theo trước đây thì chúng ta cũng đã từng đạt ra cái target của cổ phiếu này, đó là vùng mươi đó thì tuần này đạt lên được 44 rồi đấy và 45 chưa đạt được thôi và nó test tích lũy để mục tiêu là hoàn thành cái target mục tiêu 45 và bứt được cái vùng 45 thì có thể nâng lên vùng 46, 47. IDC dự kiến điểm, biên chỉnh cung ở điểm 1 là vùng 50 và biên 2 đó là vùng 49 đến vùng 49.5. Thì trong phiên giao dịch ngày 18 và ngày 19 thì nó đều test về vùng 49.5 đó các anh chị tức là test về cái điểm hỗ trợ rất là là sắc nét luôn. Và nếu như chúng ta đặt mua ở quanh vùng 49.5 thì như vậy là chúng ta đã có một cái uh, cái điểm mua rất là thành công đúng không ạ? Và sau đó thì nó công lên cái cản chéo này. Uh, test tích lũy và phiên ngày hôm qua và ngày hôm nay thì nó tiếp tục uh, cái đà tăng trưởng giúp cho cổ phiếu này bứt thoát qua cản chéo. Một phiên uh, cây đến giờ đầu phiên tăng mạnh và sau đó thì nó bắt đầu có bốn cây nến test cung tích lũy ở cái đến giờ đầu tiên thì nó cũng test cung này nó test về vùng 51 như vậy thì tuần tới sẽ ở khoảng vùng 50.5 đến khoảng vùng 51 tích lũy thành công cổ phiếu tích lũy thành công ở biên này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở đây là ngắm vùng 52 và break được cái vùng cả 52 thì khi đó chúng ta có thể kỳ vọng lên ở các target cao hơn cổ phiếu VGC ở đây nó dự kiến vùng chỉnh cung là vùng 52, 52.5 thì trong phiên 19 thì nó có 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 test sâu hơn một tí về vùng 51 đến khoảng vùng 51.5 nhưng về cơ bản là vùng 52 thì vẫn là một cái biên hỗ trợ uh, hỗ trợ rất là tích cực và đắc lực của cổ phiếu này. Uh, cản cả tuần ở vùng 54 thì uh, phiên 22 hôm nay nó hoàn thành vùng cả tuần ở vùng 54 và nó có bốn cây nến test tích lũy. Như vậy tuần tới ở vùng 53 53.3 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này. Tích lũy thành công thì như vậy tiếp tục uh, hướng vùng 54 và break được cái vùng cả 54 rồi thì như vậy có thể hướng đến cái target tiếp theo ở vùng 55.5 đến khoảng quanh vùng 56 ở đây đang là cái cản kỹ thuật của cổ phiếu VGC nhóm ngành đi phân tích tiếp theo ở chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành thép thì đối với nhóm ngành thép ở trong thời điểm tại chúng ta theo dõi thêm các tín hiệu của giá thép thế giới giá thép thế giới đang có một cái đà phục hồi bật tăng và nếu thuận về xu hướng thì có thể là sang tuần tới giá thép thế giới sẽ tiếp tục tăng và đây sẽ là một trong ở những cái nhân tố sẽ giúp cho cổ phiếu thép có thêm cái cái đà tăng và cái đà phục hồi. <laughs> HPG dự kiến vùng chỉ cung kỹ thuật ở biên hỗ trợ kỹ thuật 25 chấm, à 26 5 đến vùng 26.7 ở đây. Thì các anh chị để ý là trong tuần đúng không phía ngày 19 thì nó cũng test về khoảng quanh vùng 26.6 và bắt đầu có lực bật lên đó vậy thì cái 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 cái, khuyến khuyến nghị của cá nhân Hùng Lê là gì cũng khuyến nghị là trong phiên giao dịch ngày 19 thì hạn chế bán ra cổ phiếu là như vậy đâu đó thì chúng ta chờ lên đến vùng 27 hồi lên trên này thì bán tội gì chúng ta bán ở cái vùng thấp này đúng không ạ ít nhất được chúng ta lãi được một tí tẹo ở đây và sau khi mà tiệm cận đến vùng cản kỹ thuật 27.4 thì cổ phiếu bắt đầu tích lũy và đây phiên ngày 21 22 đang là sideways tích lũy cây đến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì khó hiểu Đấy, hơi khó hiểu mọi thứ nó đang khá là tích cực, tuy nhiên là lực bán thì lại gia tăng vào cuối phiên. Biên 27 sẽ biên hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần tới tích thành công như vậy tiếp tục cùng 27.4. bớt được vùng 27.4 rồi thì khi đó thì chúng ta có thể hướng đến vùng 27. 27.8 đến khoảng vùng 28. Hoa sen. Vùng hỗ trợ kỹ thuật 20.5 20.7 và trên thực tế thì nó test ở khoảng vùng 20.75. Đó, và vùng giá mục tiêu thì về vùng 21.8 đến vùng 22 đã đạt được ở trong phiên giao dịch ngày 21 và ngày 22 đây là một cây nến test và có rút chân lên nên khả năng tuần tới cũng sẽ lấy biên 21.2 đến vùng 21.3 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của HSG tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu sẽ tiếp tục bất cản 22 và sau khi mà nó bất cản thành công ở vùng 22 rồi thì chúng ta có thể ngắm lên vùng 22.6 22 6 22 7 đây 2.8 Nam Kim là một mã cổ phiếu khỏe của nhóm ngành thép. Đó dự kiến chỉnh cung tích lũy ở vùng 22.7 đến vùng 23. Thì các anh chị để ý là phiên ngày 18, 19 cổ phiếu đã tích lũy rất thành công ở vùng dự kiến và đồng thời thì nó cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu ở đâu đó khoảng quanh vùng 24.5. Và sau khi mà lên được cái vùng target này thì như vậy là gì? Nó cổ phiếu bắt đầu có cái đà sideways lình khừng và đây là một cái điểm lấp cáp khá là đẹp này, nó lấp về vùng 24. Uh, có rút chân lên. Uh, tuy nhiên ở đây thì các anh chị để ý là vùng 24.5 đến vùng 25 đang là vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu uh, NKG. Chính vậy nên là khả năng nếu có gáp tăng thì nó sẽ tăng lại ở vùng đây và uh, sau đó thì nó sẽ tiếp tục uh, xu hướng đi lấp lại ở vùng 23.5 đến khoảng vùng 23.8. Uh, test tích lũy thành công ở vùng này thì khi đó thì chúng ta mới tiếp tục kỳ vọng là uh, cái xu hướng cổ phiếu có thể vượt thoát ở vùng 25 cộng. Đó. Uh. VGS là một mã cổ phiếu cũng rất là nhạy của nhóm ngành thép các anh chị đánh tương đối nhạy biên hỗ trợ kỹ thuật phân tích ở tuần đó là vùng 21.7 đến vùng 22 nó tích lũy thành công ở phiên 18 19 bắt đầu có vượt thoát và nó cũng hoàn thành cái target tuần ở vùng 23.3 thậm chí là còn lên được đến vùng 23.5 thì sau khi mà chạm vùng 23.5 ở đây thì nó bắt đầu nó có cái nhịp test cung tích lũy ở đây. Như vậy vùng tuần tới là sẽ là vùng 22.5 2.7. 22 test tích lũy thành công thì mục tiêu tiếp theo vẫn là vùng 23.5, điểm xa hơn sẽ là vùng 24 đến khoảng vùng 24.2. TLH là một mã cổ phiếu pen của nhóm thép đây thì chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 79 đến vùng 8 test tích lý thành công ở phiên 18 19. Mục tiêu thì sẽ hướng về vùng 8.5 và trong tuần thì đi được khoảng tầm 8.42 43 gì đây thì nó bắt đầu gì? Tích lũy. À, tuần tới nó sẽ tích ở khoảng biên 8.15 đến khoảng vùng 8.2 test lý thành công ở vùng này. Mục tiêu là công cản kỹ thuật 8.5. Đó mà vượt thoát được vùng 8.5 rồi thì nó sẽ tiếp tục xây lên ở những cái target kỹ thuật cao hơn. nhóm ngành đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thì đối với nhóm ngành này thì hiện tại đang bị tắc ở cái phần chính sách đúng không à không không phải chính sách đâu tách ở phần gọi là cái phần 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 triển khai các anh chị triển khai từ tiền có rồi đúng không các chính sách có rồi nhà nước chúng ta đang chuẩn bị thúc đẩy gọi là tối đa về đầu tư công về đầu tư hạ tầng kỹ thuật đường xá giao thông bến cảng đó sân bay rồi các cụm cảng tàu để làm gì để mà thu hút được cái vốn đầu tư của nước ngoài vào việt nam đúng không để làm cho đất nước việt nam hùng cường đấy thế nhưng mà nó bị tác hết và đến thời điểm hiện tại thì như ông có nói đầu phiên giao dịch đầu tư công thì bây giờ không giải ngân được mắc hết đó đấy là đấy là một trong những cái nguyên nhân khiến cho đầu tư công ở trong cái thời gian vừa qua nó cũng bị chậm cái đà tăng KSB dự kiến điểm chỉnh cung đầu tiên vùng 25.5 vùng 26 và cây đến giờ đầu tiên thì như vậy nó đã bị thất bại ở vùng 25.5 và cái vùng 25.5 bị thất bại thì nó sẽ hạ dần và cái điểm mấu chốt là phiên giao dịch ngày 19 không bán cổ phiếu ra nữa đó và nó test tích lũy thành công ở điểm 24.8 và sau đó rút chân lên và kết thúc tuần thì như vậy là nó lại về lại được cái biên 25.5 đến khoảng vùng 26 ở đây đó Thế thì ở đây nó đang tích lũy sideways này đi ngang này với biên hẹp này thì khả năng tuần tới chúng ta sẽ lấy biên hỗ trợ kỹ thuật tuần là vùng 25.35 tích lũy thành công vùng này thì mục tiêu chúng ta vẫn ngắm lên vùng 26 26.5 đó và đó là những cái target trước mắt để chúng ta kỳ vọng PLC ở đây ngắn hạn thì um, hình như là lực cầu của nó đang đang hơi hơi kém Đấy thì đây vùng 31 đến khoảng vùng 31.3 là biên hỗ trợ kỹ thuật và biên hùng có vẽ ở đây là vùng 31.2 thì về cơ bản ở đây tuần này nó đóng cửa đúng vùng 31.3 mặc dù nó có điểm nhún ở trong phiên ngày 19 nhưng về cơ bản là nó lại sai quay lại và nó nó tiếp tục đi ngang đó thì uh, chúng ta lại tiếp tục tuần tới thôi biên 31 đến 31.3 uh, test tích lũy và có thể tính toán đến điểm 30.5 bởi vì là trong tuần vừa qua nó có nhún về vùng 30.5 thì trong tuần tới hoàn toàn có thể bị nhún về vùng này VCG anh cả của ngành đầu tư công ở đây đó thì um, các anh chị nhớ lại nhé hoặc là có thể xem lại thì trong bản tin tuần cũng có phân tích đó là gì uh, xu hướng nó sẽ chỉnh cung về vùng 23.7 vùng 24 và cây nến giờ của gọi là kết thúc hoặc là những cây nến giờ ở quanh vùng 23.7 nó sẽ quyết định thiên hướng của uh, của của cổ phiếu VGC uh, VCG đúng không ạ và đây là những cây nến giờ này các anh chị nhìn thấy là nó liên tục nó test này nó test thế này thì trong trường hợp ví dụ như vùng 23.7 bị mất thì nó sẽ test về quanh vùng 23.5, 23.5 bị mất có thể ở vùng 23 23. Đấy và và trong bản tin phân tích tuần thì cũng đã có dự báo là có thể là gì? Ở khi cái trường hợp mà 23.7 bị mất thì nó có thể quay trở về vùng 22.8 đến khoảng vùng 23. Thì trong tuần nó về đến vùng 23.25 trong phiên giao dịch ngày 19 và đó, bản chất mẫu chốt vấn đề trong tuần vừa qua là phiên giao dịch ngày 19. Và, và đây thì nó bắt đầu có sự phục hồi. Đó, và sự phục hồi đây nó lại quay lại test cung và về cơ bản thì lại vùng 23.7, vùng 24. cây nến kết thúc phiên là một cây nến rút chân đẹp. cây nến rút chân đẹp và và hoàn toàn tương tự như vậy, quả bóng nó lại được đá về tuần này, tức là vùng 237, 237 sẽ được phân định ở trong tuần giao dịch mới. Khả năng thì sẽ vẫn còn một số các cái điểm test nhưng mà nó sẽ test về khoảng vùng 23.8, 23.9. Rồi, và mục tiêu thì chúng ta vẫn sơ 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 bộ dự dự là vùng 24.5 đến khoảng vùng 24.8 của VCG. FCN cũng hoàn toàn tương tự như vậy đúng không ạ? Cũng có phân tích ở đây là vùng 14.2 và cái cây nến giờ của 14.2 nó sẽ quyết định thiên hướng vào đây. Nó quyết định thiên hướng là gì? Nó mất vùng 14.2 thì nó hạ dần hạ dần và cũng trong phiên giao dịch ngày 19 không bán cổ phiếu ra nữa và bắt đầu phục hồi đó thì nó phục hồi xong thì nó lại đẩy lên được vùng 14.4 và về cơ bản là kết tuần nó lại nó lại rơi lại đúng vùng 14.2 đó các anh chị đấy có nhúi xuống nhưng mà về cơ bản là vùng 14.2 thì ở đây là chúng ta sẽ lấy vùng 14 đến khoảng vùng 14.2 là biên hỗ trợ kỹ thuật của tuần tới ở tích lũy thành công thì sẽ ngắm lên vùng 14.6 đến 14.8 LcG nhìn chung ở trong tuần vừa qua không có động lực tăng trưởng chủ yếu là tích lũy đi ngang ở quanh biên hỗ trợ 11.7 đến vùng 11.8. Cây à, đến giờ kết thúc phiên và cũng kết thúc tuần như thế này thì à, xu hướng nó lại 11.6, 11.7, 11.8 vào tuần tới. À, tích lũy thành công thì khi đó chúng ta mới bắt đầu ở à, tính toán xu hướng phục hồi. C4G cũng à, trong tuần vừa qua gần như cũng không có động lực. Đó điểm test đầu tiên 11.8 Thất bại vùng 11.8 thì về hướng về vùng 11.4 11.5 và nó sideway ở biên 11.5 đến vùng 11.8 à, Với cách đi như thế này Với với cách đi gọi là đi sideway và thanh khoản thấp như này Thì tuần tới điểm test 11.5 Điểm biên trên thì 11.8, 11.9, 12 Tạm thời thì đấy đây sẽ là những cái cái vùng cả trong ngắn hạn Và động lực thì cũng khá là thấp Hhv có những cái câu chuyện riêng đúng không? À, các anh chị có thể đọc thêm, à, nó có khá nhiều câu chuyện đấy chứ không phải là ít đâu. Thì ở đây là vùng 14.8 đến vùng 15 thì cũng đã có phân tích ở đây rồi hỗ trợ kỹ thuật ngắn và mục tiêu thì có thể ngắm lại vùng 15.8 trong tuần này đi được về vùng 15.4 hơn một tí thì nó lừng khừng lừng khừng ở đây và cây nến gọi là phiên kết thúc kết thúc phiên như này thì như vậy là xu hướng lại gì? Nó lại đang bảo xu hướng quay trở lại với hai cây nến giờ bán khối lượng volume tăng tín hiệu đường ma cd từ xanh chuyển đỏ thì như vậy là gì xu hướng tuần tới sẽ quay trở về test công tích lũy đó, và test công tích lũy thì điểm đầu tiên nó sẽ test về 15 15 mà không không thành công thì nó hướng về vùng 14.8 14.8 mà bị thủng thì nó sẽ về thâu, sâu hơn Còn trong trường hợp nếu biên 14.8, 15 tích lũy thành công thì như vậy là gì? Mục tiêu chúng ta lại có 15.8 đến vùng 16 à, Cái cách vận hành của cổ phiếu như vậy và chúng ta sẽ xem các tín hiệu kỹ thuật đến, à, nha, Tại các cái vùng hỗ trợ này để như vậy các anh chị em chiến đấu nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư ở trong thời điểm ngắn hạn thì gần như là cũng không có dòng tiền nó không có dòng tiền chung của cả thị trường thôi chứ cũng không hẳn là mỗi nhóm ngành bất động sản đâu và trong góc độ ngắn hạn thì cổ phiếu đi ngang đó là một cái sự thành công cực kỳ lớn <laughs> theo quan điểm hồ như vậy anh chị nha sell <laughs> ở đây chúng ta có vùng 22.3 đây 2.3 22 nè. Đó, và trong tuần thì có dự kiến là vùng 22.5 22.7 thì nhìn chung là nó, nó nó đi ngang thôi đó có trong tuần phía ngày 19 có điểm nhún nhưng mà về mặt lý thuyết thì như vậy là nó lại tiếp tục lấy lại được cái vùng 22 22.3 22.5 tuần tới khả năng là ở đây hỗ trợ cái thuật tuần đây à, tiếp tục tích lũy sẽ quay đi ngang tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng 23.5 đến khoảng quanh vùng 24 HDG trong tuần khá là tích cực và khỏe điểm test kỹ thuật đầu tiên của HDG đó là ở vùng 27.7 này và phiên ngày 19 đây đừng có bán cổ phiếu ra nữa đúng không anh chị đó phiên ngày 19 thì nó test vi thành công ở khoảng vùng 27.2 và bắt đầu có sự vừa thoát và sự vừa thoát này thì nó lại đưa về cái vùng cả kỹ thuật rất là mạnh ở vùng 29.3 đến vùng 29.5 đây là vùng cả kỹ thuật rồi và những anh chị em có cổ phiếu này thì chúng ta sẽ nên canh để chúng ta chốt bớt hàng và vùng tích lũy mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu này ở đây đó là vùng 28.3 đến khoảng vùng 28.5 đó là biên tích lũy của HDG HDC ở trong tuần thì cũng không có nhiều động lực chủ yếu là sideways đi ngang Uh, quanh một biên khá là hẹp Đây biên hỗ trợ kỹ thuật 31.8 đến khoảng À 31.5, 31.8 đây các anh chị nhé Thì phiên ngày 18, 19 tích lũy có vượt thoát lên ở vùng 32.7 Ở đây trong phiên ngày hôm nay uh, Nhưng mà cái đến kết thúc giờ nó lại trả hết đó, Nên là như vậy là gì Nên khả năng tuần tới sẽ ở khoảng vùng 32, 32.3 Sẽ là biên uh, biên hỗ trợ kỹ thuật của HDC Tích lũy thành công ở vùng này Thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, mục tiêu giang dở Đó là vùng 33.5 Nam Long ở đây chúng ta có vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật tuần 35.5 test tích lũy ở phiên giao dịch ngày 18 uh, và cản trên là vùng 37 thì có hai điểm uh, vươn lên uh, suy sát cản trên tuy nhiên hiện tại thì Nam Long cũng chưa thể vượt thoát được vùng 37 uh, với điểm uh, tích lũy như thế này thì tuần tới sẽ ở khoảng vùng 36.3 đến khoảng vùng 36.5 tích lũy thành công thì như vậy mục tiêu sẽ công thủng vùng 37 uh, vượt thoát được vùng 37 rồi thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng 37.5 đến khoảng vùng 38 Cổ phiếu KDH ở đây trong tuần chủ đạo Sideway đi ngang ở biên hỗ trợ 1 ở quanh vùng 30, 30.2 và điểm hỗ trợ 2, điểm hỗ trợ 2 ở đây thì quanh vùng 29.7. Với cách đi như thế này thì khả năng tuần tới vùng 29.5, vùng 29.7 tiếp tục là biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này tích lũy thành công. Mục tiêu giang dở ở vùng 31. DPG ở đây dự kiến vùng 38 chỉnh cung mục tiêu và... Uh, đạt phương thì cũng có một điểm chỉ giảm ở trong phiên giao dịch ngày 19 và sau đó rút chân lên thì về cơ bản là gì? Hỗ trợ cái thuật tuần ở vùng 38 đến khoảng vùng 38.3 38 đến khoảng vùng 38.3 đúng rồi. Thì về cơ bản là uh, trong tuần thì chúng ta lấy cái biên hỗ trợ này là một biên hỗ trợ cái thuật tuần tương đối tốt và đóng cửa vùng 38.6 nền rút chân lên. Uh, tuy nhiên với việc rút chân này thì um, nó cũng chưa 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 thực sự là thuyết phục nên khả năng tuần tới thì vẫn còn uh, có những điểm quay trở lại test cung tích lũy ở đây tích lũy thành công thì như vậy mục tiêu sẽ là vùng 39.5 đến khoảng vùng 40. DG à, dự kiến này, dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng vùng 25 đến vùng 25 25.2. Phía ngày 19 thì nó test về vùng 25.3 và sau đó rút chân lên. Nhìn chung thì động lực trong tuần DG cũng không có nhiều. À, có những phiên long và có những phiên short đan sen và sen kẽ nhau. Phiên ngày 21 thì kéo lên khá là tích cực, tuy nhiên đến phiên ngày 22 thì như vậy nó lại trả cung, tuần tới vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 25.7, tiếp tục theo cung tích lũy à, thành công, chúng ta tiếp tục ngắm vùng cản, ở đây là vùng 26.5 đến khoảng quanh vùng 27. À, DXG sau chia, sau thực hiện quyền chia, hơi tiếc một tí, à, phiên ngày 19 là nó đã có những cái điểm bứt thoát đi lên khá là đẹp rồi, nhưng mà đến phiên ngày... 21 đến ngày 22 thì cây nến kết thúc phiên của ngày 22 thì hơi đuối Đây là một cây nến mà lực bán khá là mạnh này và đây nó là một cây nến đỏ đặc nên chính vậy nên là phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở thiên hướng kỹ thuật ở quanh vùng 18.8 cây nến cây nến giờ và những cây nến giờ xây ở quanh vùng 18.8 nó sẽ có một cái thiên hướng quyết định rất là quan trọng trong trường hợp nó không không bứt lại được trên vùng 18.8 cộng thì có thể là nó sẽ về vùng 18.4 hoặc là vùng 18 đến vùng 18.2. Và trong ngắn hạn thì chúng ta uh, sau khi chia thì theo quan điểm cá nhân của ông Lê thì khả năng là tạo lập họ sẽ neo giữ và tích lũy cổ phiếu Đất Xanh ở trên vùng 18 cộng. Đó và chúng ta chờ đợi những cái gọi là dòng gió đông về đúng không ạ? Tiền về. Thanh khoản như thế này thì không thể nào mà đánh được. Đối với Novaland à uh, một phiên bật thoát lên và ông đã có phân tích dự báo rồi, xu hướng tuần này kiểu gì nó cũng sẽ quay về vùng 16.5 để nó test tích lũy. Và các anh chị nhìn thấy cả tuần gần như nó chỉ đi biên ở 16.5 thôi. Đó, có thể nó ém xuống qua 16.5 một tí nhưng mà rồi nó lại long lên 16.5 rồi nó lại test 16.5 rồi nó lại long lên rồi nó loanh quanh loanh quanh đi ngang. Đó vậy thì với đồng thái đi ngang như này thì tuần tới 16.5 tiếp diễn. Đó trong trường hợp 16.5 mà uh, à uh, tích lũy thành công thì đó là một câu chuyện tốt, có thể là gì? Ờ uh, chúng ta lại ngắm về vùng 7 5 trong trường hợp 16.5 mà không tích lũy thành công thì như vậy là có thể nhún về vùng 16, 16.3 và sau đó rút chân lên. Thì đấy cũng là một kịch bản mà chúng ta cần phải đặt ra. PDR, đấy, vùng hỗ trợ kỹ thuật 25.7 đến vùng 26 có điểm test ở trong phiên giao dịch ngày 2019. Rút chân lên và nó cũng hoàn thành cái target đầu tiên ở vùng 27 và hướng lên vùng 28 nhưng mà vùng 28 thì chưa đến nơi. Ở trong phiên ngày hôm nay sau một cây nến tích cực và bốn cái nến liền sau đó test cung trả cung chỉnh nền và nó test cũng khá là ổn ở vùng 26.3 26.5 test lưu ý thành công ở vùng này như vậy thì chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 27.5 xa hơn là vùng 28 nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí thì đối với nhóm ngành dầu khí thì chúng ta sẽ chú ý thêm cái cái xu hướng của giá dầu WTI thì ở đây các anh chị nhìn thấy là WTI này, ở trong thời điểm năm 2023 thì gần như nó có cái lực đỡ khá là tốt ở vùng 66 đô trên một thùng. Ở đây thì nó chạm về vùng 69 đến vùng 70 và nó đang cân lên ở vùng 75. nó đang cân lên 75 thì ở đây nó có thể gì? Ờ, sau cái cách đi này thì nó nó long lên thì nó có thể nó sẽ có có một cái điểm nhả test nhẹ đây và 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 hiện tại thì xu hướng giá dầu đang có xu hướng bẻ bẻ tren. Đó, và giá dầu bẻ tren thì đồng nghĩa với việc là gì? Ờ cái cái cổ phiếu nhóm ngành dầu khí các anh chị nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực uh, tương đối <laughs> PLX uh, trong tuần dự kiến chỉnh cung về vùng 34 và cây đến giờ của phiên ngày 18 34 uh, nó bị mất ở vùng 34 thì như vậy nó sẽ đến phiên ngày 19 và một cái mấu chốt như vậy thôi. Ở trong phiên ngày 19 thì khuyến nghị là không nên gì? Bán cổ phiếu ra nữa và như vậy sau đó thì nó cũng bắt đầu có một cái lực hồi. Lực hồi về vùng 34.5 đến khoảng vùng 35 thì nó bắt đầu có xu hướng trả cung và tuần tới tuần tới thì sẽ ở khoảng biên 33.7 đến khoảng vùng 33.8 ở đây. Nó sẽ test tích lũy uh, kết hợp với xu hướng giá dầu. Uh, giá dầu tăng trở lại thì như vậy là uh, nó lại tiếp tục vùng 34.5 đến khoảng quanh vùng 35 ngắn hạn thì sẽ ngắm lên như vậy cổ phiếu PVS ở đây <laughs> Hùng cũng đã có một cái phân tích một cái ý tưởng về quanh vùng 37.7 đây các anh chị nhé và Hùng có nói rồi cây nến giờ ở quanh vùng 37.7 nó sẽ là một cây nến giờ quyết định về mặt thiên hướng và chúng ta để ý là phiên ngày 18 19 20 đó 18 19 20 gần như là nó cũng leve uh, le ve ở khoảng quanh vùng 37.7 đây và nó liên tục kéo lên nói chung là đó nó cái vùng 37.7 nó là cái vùng phân tranh nên là um, khá là rằng co uh, và trong tuần thì cũng có một cái nhịp phục hồi lên vùng 38.5 cây nến uh, phiên 21 22 test tích lũy lại ở quanh vùng 37.7 đến khoảng vùng 38 tuần tới thì khả năng cái biên này nó sẽ tiếp tục tích lũy uh, tích thành công thì như vậy nhịp này có thể là PBS sẽ tiếp tục quay về vùng 39.5 đến khoảng quanh vùng 40 cổ phiếu PVD ở đây chúng ta cũng nhìn thấy đây PVD đây biên tích lũy 18 đến mùng 19 này à, à, xin lỗi cả nhà biên tích lũy vùng 26.5 đến vùng 26.7 đây đó trong phiên giao dịch 18-19 và nó cũng hoàn thành cái target mục tiêu vùng 28 à, có điểm test tích lũy vào đây các anh chị nhìn thấy là gì à, tín hiệu đường mát bắt đầu chậm đà tăng à, và như vậy thì tuần tới khả năng là gì xu hướng sẽ quay trở về ở đây là vùng 27.5 test tích lũy thành công thì như vậy là gì sẽ tiếp tục ngắm đến vùng 28 28.5 đến vùng 29 trong trường hợp nếu như chúng ta bị thủng ở vùng 27.5 thì các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ nên cân nhắc để chúng ta chốt bớt bởi vì khi vùng 27.5 bị phá vỡ thì có thể nó sẽ về lại vùng 26.5 26.7 ở đây để tiếp tục tích lũy ở nhịp 2 BSR trong tuần thì nhìn chung nó ông sideways đi ngang và cũng thiếu động lực thiếu dòng tiền đánh tương đối là rời rạc ở đây thì chúng ta uh, có nói đến rồi Đó là vùng 18 đến khoảng vùng 18.2 Là biên hỗ đợi kỹ thuật ngắn của BSR và vùng cản kỹ thuật ở vùng 19.2 đến khoảng vùng 19.5 trong tuần thì lên được 18.6 thôi và nó đang lừng khừng đi ngang ở đây thì như vậy với cái cách đi này thì khả năng tuần tới thì nó sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 18.1 18.2 đây đó test tích lũy thành công kết hợp với giá dầu phục hồi thì như vậy là BSR lại bắt đầu vào một cái cái nhịp tăng và các anh chị lưu ý là trong ngắn hạn thì để mà mà mà, mà tăng mạnh nó hơi khó nên là À, chúng ta à, cố gắng à, những cái nhịp gọi là gì những cái nhịp à, lo ngắn ở đây thì như vậy chúng ta tận dụng tối ưu ở vùng hỗ trợ ở vùng kháng cự để chúng ta à, ra vào cho nó nhịp nha ở nhóm ngành phân tích cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán thì đây cũng là một cái nhóm ngành giường cột rất là quan trọng và giúp ổn định chỉ số vn index và các chị anh chị nhìn thấy rằng là đấy VN Index đang xanh tốt rất là đẹp nhưng chỉ cần nhóm ngành chứng khoán lung lay một cái là ngay lập tức là như vậy cả thị trường của chúng ta sẽ suy yếu theo cho nên là nhóm ngành chứng khoán là một nhóm ngành rất là quan trọng <laughs> và trong tuần vừa qua thì nói chung là dòng tiền đổ vào nhóm ngành này cũng khá là hạn chế nó hạn chế chung cả thị trường thôi chứ không phải riêng thì nhóm ngành này cổ phiếu VCI ở đây ở biên hỗ trợ kỹ thuật vùng 40.5 đến vùng 40.8 là biên một bốn 240 thì trong tuần vừa qua nó về đến bên một thôi và có cái lực phục hồi. Ờ uh, lên target dự kiến ở vùng 42. Nói chung là suy soát cũng đạt ở vùng 42 và uh, cái nến kết thúc phiên <laughs> ngày hôm nay thì hơi đuối quá Với cách đi như này thì lại 40.40.5 40.8. Đó, nó sẽ quay trở về và điểm uh, điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán 40, tức là nó lại lặp lại cái, cái 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 quy trình của cái tuần giao dịch cũ. Cổ phiếu SSI ở đây, chúng ta cũng thấy rằng là nó có biên hỗ trợ kỹ thuật 31.3 đến vùng 31.5 31.3 năm đây thì um, trong tuần đây phiên ngày 19 các anh chị nó test đúng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật luôn và cũng khuyến cáo với nhà đầu tư là chúng ta hạn chế bán ra đúng không và tuần này thì nó cũng đạt suy sát đạt này suy sát đạt cái target mục tiêu ở vùng 33 uh, phiên ngày hôm nay cây nến giờ đầu tiên tích cực nhưng mà những cây nến giờ sau đó thì nó sẽ trả cung tuần tới hỗ trợ kỹ thuật 32 32.2 uh, tiếp tục là biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu SSI uh, tích lũy thành công vùng này tiếp tục ngắm lên vùng 33 hát chị em đang có game 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 uh, phát hành thêm đúng không và nâng vốn điều lệ thì như vậy ở đây cái thứ nhất ông có phân tích vùng 30.5 này đến vùng 30.7 là biên hội được kỹ thuật này kể cả tuần cũ tuần cũ tu, 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 tu chúng ta có phân tích vùng này và đây là một cái điểm nhún ở trong phiên giao dịch ngày 19 đúng không và hát em nhún về đây và sau đó nó bắt đầu phục hồi thì về cơ bản là tuần này ta mục tiêu đặt ra vùng 32.5 và trên thực tế thì nó lên được đến vùng 33 và đây đang là vùng cản và với vùng cản thì chúng ta nhìn thấy phiên 21 đến phiên 22 như vậy là cổ phiếu cố gắng vượt cản nhưng mà chưa vượt được cái câu chuyện chưa vượt được nên nó sẽ quay trở lại và vùng 32 32.2 sẽ là biên mà um, HCM sẽ tiếp tục quay trở lại chỉnh cung tích lũy chỉnh nền ở đây và phải tích lũy thành công thì mới đánh giá khả năng vượt cản 33 5 để đi về để đi về vùng 34.5 ở đây đó còn trong trường hợp nếu như nó thất bại vùng 32 rồi thì đương nhiên nó phải về vùng 31 các anh chị cứ để mà xem đó cái, cái cách vận hành của cổ phiếu là gì ờ, phá vỡ vùng hỗ trợ trên thì chúng ta sẽ phải đi về vùng hỗ trợ thấp và chúng ta không cản được cái 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 cách đi đó bởi vì chúng ta là nhà nhà đầu tư nhỏ lẻ ờ, chúng ta không phải là những cái tổ chức hoặc là những cái cá nhân có dòng tiền lớn để có thể thay đổi cục diện cổ phiếu và chúng ta phải nương theo xu hướng các anh chị nhớ nhá nương theo xu hướng đó câu câu nói mùng lê thường xuyên nhấn mạnh trong các cái uh, bản tin mà chúng phân tích tuần mà chúng ta thường phân tích ờ, cổ phiếu VND dự kiến biên hỗ trợ 21.5% 21.7 Long lên vùng 22, 2 3 Đây tuần này thì nó cũng khá khá sát Lên được vùng quanh vùng 22.3 gì đây này. Rồi nó lại chỉnh cung một cái nến Cái nến giờ thì xấu quá Đấy nó lại đùi lại vùng 21.5 Và khả khả năng thì tuần tới nó sẽ nhúi về ở khoảng quanh vùng quanh vùng 21.2 và điểm sâu hơn có thể là 21 để bởi vì là thường thường á, cổ phiếu nó nó trong cái nhịp test nó thường thường nó hay test test ở trên những cây nến M5 đúng không nó 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 test về sau xong đó thì nó sẽ có cái lực cầu để nó rút chân lên và đây là một cái điển hình đó, đây là một cái nến test khá là điển hình của VND đó à, đây à, à, chúng ta phân tích mã cổ phiếu FTS trước cho nó liền mạch FTS đây vùng hỗ trợ kỹ thuật 41.7 đến vùng 42 thì các anh chị để ý là phiên ngày 18 test luôn Tết uh, test thành công ở đây thì nó tiếp tục uh, có target vùng 44. Uh, trong tuần thì hoàn thành cái điểm 44 và chưa lên được 45. Và khi 44 thì nó bắt đầu gì? Uh, nó có điểm test thứ hai ở vùng 43 và tiếp tục công 44. Uh, trong phiên ngày hôm nay thì nó đóng đúng cái hỗ trợ uh, đúng cái kháng cự một ở đây. Uh, tuy nhiên là với cái sự rung lắc ở cuối phiên thì khả năng là tuần tới vùng 43 43.5 uh, nó sẽ tiếp tục uh, có thể có những cây nến mà nó rút chân về đến đây. Mục tiêu thì vẫn là gì? Uh, bứt vùng 44 và hướng uh, nói chung là FTS thì nó đánh tương lai nhẹ thôi uh, vùng 4 45 này khả năng tuần tới thì chúng ta có thể vươn lại vùng target cũ của nó là vùng 45, 45.5 đến khoảng vùng 46 đó là target kỳ vọng SHS ngắn hạn thì chúng ta uh, có một cái góc view ở đây rồi vùng 18, 18.2, 18.3 là biên hỗ trợ kỹ thuật và trong tuần thì uh, cổ phiếu này bám biên 18.3 khá là tích cực và đồng thời thì nó cũng công được cái cản kỹ thuật, cản ở đây là cản 19 chưa vừa thoát lên được vùng 19 nhưng đó là một trong những tín hiệu tích cực đúng không? Và các anh chị đánh ngắn thì chúng ta cũng có thể lướt lát ở trong một biên ngắn Phiên ngày hôm nay thì cây nến đầu giờ khá là tích cực nhưng mà đến Cây nến kết thúc phiên thì nó lại test về vùng 18.3 có sự rút chân Tuy nhiên là tuần tới thì theo quan điểm cá nhân của ông Lê thì ở Điểm rút chân này chưa thực sự là gì thuyết phục và nó có cái sự rung lắc Chính vậy nên là tuần tới cái cái biên rung lắc nó khả năng nó vẫn còn Nên là chúng ta vẫn tiếp tục lấy là vùng 18, 18.2 18.3 tiếp tục là biên tích lũy của SHS à, Tích lũy thành công thì nhiệm vụ là như vậy thôi Đầu tiên là công 19 19 mà công thành công thì chúng ta hướng về vùng 19.5 đến khoảng cản 20 VX uh, phiên ngày hôm nay đầu phiên cũng khá là tích cực Nhưng mà cây nến kết thúc phiên thì như là nó cũng chung với cả nhóm ngành chứng khoán đây Đó thì uh, đối với VX trong tuần này vùng 16.3 16.5 các anh chị để ý là phiên ngày 18 19 tích lũy thành công và mục tiêu thì chúng ta hướng về vùng 7.5 và trong tuần thì hướng lên được đâu đó khoảng quanh vùng 7.2 thì, thì thì nó chỉnh cung này, đó chỉnh cung thì tuần tới khả năng là 16.6. Còn biên sâu hơn thì vẫn là vùng 16.3 đến khoảng vùng 16.5. À, cố gắng tích lũy ở vùng này, à, tích lũy thành công ở vùng 16.3 16.5 thì mục tiêu là như vậy thôi, 17.2, 17.5, 18 lần lượt AGR 15.7 là hỗ trợ kỹ thuật tuần Đó và phiên ngày 19 Thì nói chung là phiên ngày 19 đây các anh chị uh, uh, Tết uh, Về đây là vùng 15.3 15.5 Ờ, mục tiêu thì công lên vùng 16.5 và trong tuần đi được vùng 16.25 như vậy thì đây là những cây nến bắt đầu quay trở lại xuống test cung tuần tới lại tiếp tục vùng 15.7 15.8 test tích lũy thành công thì mục tiêu vẫn không đổi không có gì thay đổi cả các anh chị vẫn là vùng 16.5 Cổ phiếu VDS trong tuần tích cực khi mà nó test thành công ở vùng 16 đồng thời nó cũng công lên được cái vùng cản mục tiêu ở vùng 17 17.2 thì ở đây là vùng cản rồi cho nên anh chị em hạn chế đua theo đúng không ạ? Có lãi thì chúng ta canh chốt nếu có. Và sau khi chốt xong thì có thể là cổ phiếu nó lại rơi lại vùng hỗ trợ 16 16.2 thì như vậy tại đây thì anh chị em lại tiếp tục gì? Ở một cái vòng quay mới. Thì ở đây này các anh chị nhìn thấy ở đây vùng 16 nó cũng tăng lên đến vùng 17 này Ở đây cũng vùng 16 tăng lên vùng 17 và khi gặp vùng 17, 17.2, 17.5 thì đấy là một cản ngắn của VDS và cổ phiếu đều bị chỉnh cung ở vùng đó Cổ phiếu ORS hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 16 đến vùng 16.2 thì các anh chị để ý đúng không phiên giao dịch ngày thứ hai thì ngày thứ ba Uh, Tết thiết lý thành công ở vùng 16, 16.2 và uh, cản kỹ thuật tuần ở vùng 17 này, phía này đạt 17 trên 17 này Và nó đang có xu hướng lấp gáp và với xu hướng như thế này thì vùng 16.2, 16.4 tuần tới sẽ lấp xong đó uh, Kỳ vọng là lấp thành công ở vùng này, 16, 16.4 lấp thành công thì như vậy là tiếp tục ngắm 17 17 mà break qua được thì như vậy là ngắm đến vùng 7 4 CTS ở trong tuần có vùng hỗ trợ cái tuần 26.8 đến vùng 27 ở đây thì nó test ở trong phiên giao dịch ngày 18 19 uh, tích cực và nó hoàn thành được cái target vùng 28 hướng lên vùng 29. Uh, tuy nhiên ở đây khi gặp vùng 28 thì nó cũng đang khá là lừng khừng. Uh, cây nến kết thúc phiên nó chỉnh cung, chính vậy nên là tuần tới thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 27.5 đến vùng 27.6. Biên hỗ trợ cái thuật tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là có thể ngắm lên vùng 28.5 đến khoảng vùng 29. Ờ, cổ phiếu MBS, MBS ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 22. 22 đến vùng 22. 22.3 à, test tích lũy thành công thì chúng ta có cách kỹ thuật ở vùng 23.5 và ở đây thì chúng ta để ý là lên đến sát vùng giải kỹ thuật thì cổ phiếu này bắt đầu nó chỉnh cung. Đó chỉnh cung thì tuần tới lại vùng 2 3 tích lũy thành công ở vùng này thì lại ngắm vùng 23.3 23.5 cái quy trình là như vậy cứ hỗ trợ thì như vậy là cổ phiếu lại um, có thể có sức bật và kháng cự thì chúng ta lại có thể bán ra uh, và trong cái thời điểm ngắn hạn để có một cái sóng dài thì theo quan điểm cá nhân của ông lê là cực khó nên cái anh chị nên tối ưu hóa bằng uh, cách là trên danh mục của chúng ta nắm một cái cổ phiếu a nào đó thì chúng ta có thể chọn mua thêm 30 phần trăm cái tỷ trọng mà chúng ta đang nắm ví dụ là à, chúng ta nắm 1.000 cổ phiếu uh, MBS đi Vì ông nói với đơn 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 cử như vậy Vậy thì chúng ta có thể mua thêm là 300 cổ phiếu MBS ở giá 22 Tức là chúng ta lựa lựa ở quanh vùng 22.3 Chúng ta mua Và như vậy là sau khi mua xong thì chúng ta sẽ nắm giữ là 1.300 cổ phiếu MBS Và uh, cố gắng cạn cạn ở khoảng vùng 23.5 đến à, uh, 22.23.3, 23.5 23, 23, Như vậy là chúng ta bán ra một 300 cổ phiếu đó rồi sau đó thì tuần tới như vậy là chúng ta lại tiếp tục mua 300 cổ phiếu ở vùng 222.5 và lại tiếp tục kỳ vọng là lên đến vùng 23.3, 23.5 chúng ta lại bán ra, chúng ta cứ làm liên tục như vậy thôi. Đấy là một cái cách đánh tương đối hiệu quả ở trong thời điểm ngắn hạn. Đó, trong khi mà thị trường tương đối là khó khăn. Thì đấy là một cái cách mà giúp cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta cũng sẽ có những cái sự tối ưu về mặt biên lợi nhuận các anh chị. Rồi như vậy thì uh, tổng kết lại tổng kết lại uh, những góc nhìn ngắn hạn trung hạn và dài hạn của thị trường chứng khoán. thế thì trong vòng ngắn hạn là chúng ta thiếu vắng các thông tin ví mô hỗ trợ cho thị trường. thứ hai là nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng và sẽ bán cho đến lúc đạt cái target của người ta theo cái dự kiến đó là khoảng tầm từ 30 đến 35 ngàn tỷ. đó sẽ là những cái tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán Ký thứ ba là chỉ số Dow Jones thì chúng ta đã lỡ mất một cơ hội vàng. Lỡ mất một cơ hội vàng có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ số Dow Jones tăng từ vùng 32.300 điểm lên vùng 37.500 điểm. Đó là một cơ hội vàng để thị trường chứng khoán Việt Nam đồng pha tăng điểm cùng với chỉ số Dow Jones và chúng ta đã lỡ mất một cơ hội vàng. Thế thì cái câu chuyện là có thể là Dow Jones nó sẽ tiếp tục tăng và nó tăng thì nó cũng sẽ đạt được đạt đỉnh, chắc chắn nó phải là đạt đỉnh rồi và sau khi nó đạt đỉnh thì nó sẽ chỉnh và cái quá trình mà chỉ nó lao dồn chỉnh cung thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ như thế nào thì đấy là một cái câu hỏi rất là lớn mà chúng ta cũng sẽ phải chờ thời gian chứ bây giờ cũng không thể ai có thể phân tích được đó và uh, chúng ta cũng thiếu vắng uh, khá nhiều những yếu tố hỗ trợ cho thị trường cho nên là trong về mặt ngắn hạn thì chúng ta cũng đang gặp uh, tương đối là khó khăn đúng không anh chị uh, còn về mặt uh, trung hạn và dài hạn. Thế thì về mặt uh, về 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 mặt trung hạn và dài hạn thì chúng ta kỳ vọng cái điều gì? Uh, thì chúng ta sẽ phải xem ở trên cái bản tin tuần này này. Cái bản tin này. Cái bản tin là VN uh, với góc nhìn trung hạn vùng đã có phân tích ở đây. Thì các anh chị cũng nắm được uh, trên trạc kỹ thuật tuần của chỉ số VN chúng ta có những cái điểm nhấn gì. Và đặc biệt là cái điểm nhấn ở vùng 1073 1080 và vùng 1082 Tức là chúng ta có thể lấy vùng 1073 đến vùng 1085 Đó sẽ là cái biên sideway tích lũy và chúng ta kỳ vọng là cứ mỗi lần mà chỉ số VN Index chạm về đến cái vùng đó thì nó bật lên Thì đấy là một cái tín hiệu rất tích cực cho góc nhìn trung hạn Đó Chứ còn nếu mà trong trường hợp mà nó bị phá vỡ cái điều đó thì như vậy là góc nhìn trung hạn của chúng ta chúng ta bị thất bại. Nhưng trong trường hợp nếu như cứ chạm về đến vùng đó và bật lên thì đấy là một góc nhìn tích cực cho trung hạn. Vậy thì khi mà chúng ta vừa có góc nhìn ngắn hạn, vừa có góc nhìn trung hạn, vậy thì để mà tối ưu hóa được cái góc nhìn trung hạn đó thì các anh chị nên tích lũy ở những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt thế thì những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt là gì những cái mã cổ phiếu mà có thể sẽ được hưởng lợi ở trong tương lai ví dụ như SDC về ngành bất động sản công nghiệp ví dụ như Mansan về ngành thực phẩm bán lẻ ví dụ như MVDG đúng không ạ khi kinh tế phục hồi trở lại mọi người mua điện thoại nhiều hơn thì MVDG nó lại ngon lành trở lại đúng không ạ rồi hoặc là ví dụ những ngành đặc thù ví dụ như những ngành hóa chất có CSV mạnh giá khá là ok hoặc là FPT ngành hàng đầu về công nghệ đúng không? đó hoặc là ví dụ cảng biển chúng ta có HAH rồi GMS đó thì đấy là những cái cái lựa chọn những cái view ở những cái option hoặc là nhóm ngành chứng khoán đó, nhóm ngành chứng khoán thì yên tâm kê cao gối ngủ ví dụ như chúng ta cầm SSI hay là chúng ta cầm VCI hay chúng ta cầm STF đó thì đấy là những cái những cái gợi ý nho nhỏ như vậy rồi các cái mã một số các cái mã cổ phiếu banh đó thì chúng ta có thể uh, ngắm những cái góc nhìn trung hạn như vậy thì trong cái quá trình chúng ta đầu tư chúng ta vừa tích lũy cổ phiếu chúng ta vừa lướt cổ phiếu và chúng ta vừa gom thêm những cái mã cổ phiếu tốt để uh, chúng ta nhìn một cái góc nhìn trung hạn đó và góc nhìn trung hạn đó thì nó phải đi từ từ nó không thể một phát ăn ngay được các anh chị đó thì ở trên cái con đường đi góc độ trung hạn thì chúng ta lại đi những cái góc độ ngắn hạn ví dụ đầu tiên Ví về tuần tới ví dụ trong trường hợp nếu chỉ số vn index của chúng ta bứt được ở quanh vùng ở một 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 không đúng không thì như vậy góc độ ngắn hạn là gì lại tiếp tục các anh chị em chúng ta lần thứ ba đúng không ạ đấy lần thứ ba khổng minh lên núi à, xin lỗi lưu bị lên núi mời khổng minh Uh, đi qua cái mốc 1130 cho anh cái đúng không ngán lắm rồi đây một lần hai lần và quá tam ba bận bận này mà không bật được qua vùng 1130 nữa thì 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 căng đó và ví dụ sau khi mà chúng ta đi được qua 1130 rồi thì chúng ta sẽ hướng lên điểm 2 sẽ là vùng 1155 đến vùng 1160 target 2 và khi mà nó xây thành công nó tích lũy thành công ở trên biên 1160 cộng rồi thì chúng ta mới đi đến target 3 ở vùng 1230 điểm 1230 đó các anh chị 1230 1225 đến vùng 1230 đây đó vậy thì chúng ta cứ lần lượt thôi các anh chị nhé chúng ta không nóng vội được và đó từ góc nhìn cận hạn trung hạn và dài hạn thì như vậy là chúng ta xây từ từ đúng không ạ à, chúng ta không vội vàng được Ok, bản tin tuần thì Hùng Lê sẽ xin phép được tạm dừng tại đây và có những cái nội dung mà chưa được phân tích hoặc có những cái câu hỏi liên quan đến cổ phiếu hoặc liên quan thị trường các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin tuần thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các anh chị. Kinh chúc anh chị em của chúng ta có một hai ngày nghỉ phục hồi sức khỏe đúng không ạ? và chúng ta sẽ có một tuần chiến đấu cuối cùng của năm 2023 kỳ vọng mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn tích cực hơn để chúng ta có một cái ngày nghỉ lễ đúng không nghỉ lễ Tết Dương nó happy để chúng ta chuẩn bị những cái nguồn lực những cái nguồn năng lượng về sức khỏe về tiền bạc và về tư tưởng cũng như về kiến thức để chúng ta bước vào một năm 2024 thành công hơn may mắn hơn và rực rỡ hơn ok xin chào và hẹn gặp lại cả nhà